Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự chiều của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Sáng nay 6 tháng 3, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT đã ký kết thỏa thuận hợp tác xây dựng nội dung cho kênh truyền hình giáo dục HTV4. Theo thỏa thuận này, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có trách nhiệm định hướng nội dung xây dựng khung chương trình cũng như xây dựng kế hoạch sản xuất các chương trình phát sóng trên HTV4. Đồng thời, với việc đầu tư cơ sở vật chất cho công tác truyền dẫn và phát sóng quảng bá kênh truyền hình này, FPT sẽ cùng tham gia xây dựng khung chương trình và là đối tác chính cung cấp nội dung và hợp tác sản xuất cùng với Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở các thế mạnh hiện có của FPT về công nghệ và các dịch vụ phần mềm và giáo dục đại học. Phát biểu ngay sau lễ ký kết, cả ban tổng giám đốc của HTV và FPT đều bày tỏ hài lòng với những kết quả đàm phán hợp tác và bày tỏ kỳ vọng vào sự phát triển của kênh truyền hình giáo dục HTV4 vì phát triển mô hình dịch vụ đào tạo đều là mục tiêu chiến lược của cả hai bên. Dự kiến kênh truyền hình HTV4 sẽ chính thức lên sóng từ ngày 5 tháng 9 năm 2007. Việc đào tạo trên HTV4 sẽ xây dựng theo mô hình đào tạo điện tử kết hợp với truyền thông phục vụ cho khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam.